Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Bụi Đời Vlog. Hôm nay mình muốn dẫn dắt cho các bạn đến một quán ăn rất là ngon tại huyện Củ Chi. Quán này nó nằm ở xã nha các bạn, chứ không phải là ngay huyện. Từ huyện Củ Chi lên đây 7 cây số. Quán này có tên là Tuyệt Đỉnh Năm Hiếu. Nói một cái quán nhỏ thôi nhưng mà thật sự nhìn cũng giống như một cái nhà hàng nhỏ nhỏ vậy đó. Từ quốc lộ 22 đi vô khoảng chừng 10 mét nữa các bạn. Cách đèn xanh đèn đỏ xã Phước Thạnh khoảng 100 mét là quán nằm chưa tới đèn xanh đỏ, từ dưới chợ Củ Chi đi lên. Đây. Hiện tại giờ cũng còn sớm. Hôm nay ba đứa mình là nhóm chúng mình ba đứa nè. Đà, Minh Lạc, chào các chào, bạn chào, đi. Chào. Rồi, đây Phước Trung. Phước Trung bạn của mình. Đây quán rất là đẹp nha các bạn. Hôm nay mình muốn dẫn dắt các bạn đến đây review cho các bạn xem những các món ăn ngon ở tại huyện Củ Chi, giá rất là hữu nghị, ngon và rẻ nha các bạn. Đây cách bày trí rất đẹp nè, đặc biệt ở đây đầu bếp toàn là đầu bếp trẻ không à, nhưng mà các bạn nấu ăn rất là ngon. Đặc biệt hơn nữa đây có một cô chủ quán rất là xinh đẹp nha các bạn. Đây đây chủ quán chào mọi người coi. Hello, rồi đó hả? Rồi chút xíu nữa các món ăn ra là mình sẽ giới thiệu nha. Bây giờ trời vừa sụp tối rồi, đèn lên nó nhìn quán rất là đẹp nha các bạn. Đặc biệt là phía trên gác có một cái phòng VIP. Nếu anh chị nào các bạn nào muốn lên đó mà không có ồn ào á, có máy lạnh á thì có luôn. Rồi và bây giờ món đầu tiên ha, cho các bạn xem đây là món chả giò. Chả giò ở món Năm Hiếu ở đây ăn rất là ngon nha các bạn, ăn ngon dữ lắm. Bây giờ mình nói thì các bạn thấy là nhìn cách bài trí này ha, rất là đẹp đó. Nếu ai đến đây một lần nếu mà ăn không ngon thì cứ bình luận vô cái clip này. Mình chấp nhận mọi sự các bạn nói với mình đều chấp nhận hết. Thật sự đây rất là ngon. Chào các bạn buổi trưa. Rồi, xin mời nha. Xin mời các bạn. Xin mời, mời bạn. Bạn ăn miếng chả giò này coi có cho cảm nhận như thế nào. Thấy sao bạn? Thấy bạn chấm cái nước chấm đó là như thế nào? Chấm này mình cũng không hiểu, này giống giống bà mayonnaise mà không phải mà. Thì hả? Mà nó như thế nào, cái cảm giác như thế nào? Cái lưỡi của mình nó mịn. Thấy như thế nào, ngon không? Ngon mà ngon. Dạ hả? Nó cay cay, thơm chứ. Mà nó giòn giòn. Rồi, bạn cho ý kiến khi bạn ăn này thử coi. Ăn chưa? Đâu cắn thử. Này. Nè, mình nhìn là thấy bắt mắt rồi nhưng mà thật sự ra nãy mình cắn một miếng nè. Giờ mình cắn cho các bạn nghe nè. Thấy rồi. Rồi cảm nhận rồi. Cái nước chấm rất là tuyệt vời, nó kết hợp với cái này nó vừa nóng nóng lên đó. Mình để trong miệng cắn một cái là ở mé trong đó nó có cái nhân nó làm cái gì mà phải nó giòn tan trong miệng, đậm đó, thơm ngon, rất là ngon hả? Chính xác. Rồi hai người bạn mới vừa ăn, mới vừa cho ý kiến xong thì mình cũng muốn các bạn và các anh chị nếu ai đến Củ Chi này ha, hãy ghé quán Tuyệt Đỉnh Năm Hiếu. Mình cũng không phải là người nhân viên ở trong quán đâu, nhưng mà mình là khách và đến đây ăn ngon thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết thôi. Rồi xin mời nha. Mình phải đóng miếng đậu gì hả? Ồ quá ngon. Rồi xin mời các bạn nha, quá ngon luôn. Đây và một món này, ít cái này gọi là gì ta? Cái này không phải gọi là món, nhưng một cái bia này là các bạn. Bia đen cái tên gì unit đó. Tên gì con? Bia tên gì vậy? Onit. Onit. Đúng rồi. O là đen á mày. Onit. Bia này là bia của Đức nha các bạn. Để mình thử rất là ngon. Rồi. Chào cả nhà. Bây giờ bạn mình thử coi cho cảm nhận như thế nào. Wow.
thế nào? Rất là ngon. Rất ngon. Nè, bia này nó cái hàm lượng nó là nó đậm giống y như là cái rượu ngoại luôn chứ không phải ấy. Thật sự bia này những người biết uống bia thì rất là ngon nha các bạn. Tại vì cái giá trị của này rất là cao, là tại vì một chai như thế này nè, nó 95.000 một chai lận. Em được đâu, chạy qua đây coi. Chứ cũng không có rẻ đâu. Không Minh Anh. Đó, 95.000 chai bia. Rồi. Rất ngon. À, giờ bây giờ món rất là quan trọng ở cái quán Tuyệt Đỉnh Nam Hiếu này. Thật sự ở chỉ ở quán này mới có thôi, tại huyện Củ Chi. Rất là ngon nha các bạn. Đó là quán đó là món gà hơ mông. Đây. Rồi. Khui khui cho bạn ấy. Đây, gà hơ mông quá ngon nha các bạn ơi. Quá nóng quá ngon. Gà này là gà đen nha các bạn. Đó, ăn rất là ngon. Đặc biệt nó đó nè, củ sâm, táo tàu, và nấm. Củ sâm nè, táo tàu nè, nó đầy đủ hết trong đây. Mọi món gà ngon quá. Ăn bổ và linh thuốc các bạn. Ăn chung với lại mì nè. Và rau là xà lách son. À, đặc biệt phải uống bia hô nít. À, đây này, như chai rượu thôi các bạn. Hô nít. Rất ngon. Không, nếu mà các món ngon, rượu ngon thì mình cái nơi mà khung cảnh mình ăn cũng rất là tuyệt vời. Đó là Tuyệt Đỉnh Nam Hiếu. Và còn tuyệt vời hơn nữa, hôm nay mình đi chung với lại bạn mình là Guitar Thùng Minh Lạc ha. Các bạn cứ đánh Guitar Thùng Minh Lạc là sẽ thấy được những ngón đàn điêu luyện của anh. Đây là giọng ca Phước Trung, không thể thiếu ha. Tuyệt vời luôn. Okay. Rồi, xin mời các bạn cùng thưởng thức món gà hơ mông nha, tại quán Tuyệt Đỉnh Nam Hiếu. Rồi, ở đây là mấy người bạn ha. Bây giờ bạn ăn thử cái coi, cho ý kiến coi gà hơ mông này như thế nào. Mình đã ăn, mình đã từng thức là bữa nay mình cảm thấy có cảm giác rất là ngon nha. Rồi, để mình rồi. Phải bỏ miếng rau này ăn đúng nó kìa. Cảm giác như thế nào? Gà như thế nào? Cái nước nó làm nó giống mình cái nước của có một cái tiềm. Nó ngon mà nó thơm, nó liệm ở trong cái nắp giọng của mình. Nó làm cho mình ý như mình uống canh của cái dạng mình uống Trung Quốc á, gọi là uống canh ngon. Rồi thịt gà bạn thấy sao? Nó mềm, nó dai dai, giòn giòn, dai dai, gà này rất là ngon. Rất là ngon. Rồi. Mình sẽ cho cái cảm xúc cho các bạn thấy. Không? Ui trời. Nước gà này á, mình nói cho mấy bạn biết, nó đặc biệt, nó khác lạ mình đi. Chứ mà gà hơ mông thì mấy bạn biết rồi, nó thịt nó đen rồi, lông đen, xương đen gì hết. Nhưng quan trọng nhất là tất cả cái gia vị trong cái nồi tiềm nè, táo nè, rồi sâm cái này cái kia nó có đầy đủ hết. Giống y như là người ta thường nói là cái canh mà canh mạnh bà đó, đó là tốt, khỏe, cho có sức khỏe tồn đáng. À rồi bạn muốn cho mình biết là khi mình ăn cái này là mình uống cái này cái gì đây? Đây nói luôn á. Mình sẽ nói cho các bạn biết. Nếu mà ăn gà hơ mông là cái canh mạnh bà này được. Canh mạnh bà. Kiết tường tủ. Kiết tường tủ hả? Là cái thứ mà thuốc chống lão hóa đó. Mấy bạn biết là chống lão hóa là cho trẻ mãi không già. Bởi vì mình chưa kịp già là nó đang chết đầu. Không kịp già là Bởi vậy người ta mới gọi là thuốc chống lão hóa trẻ mãi không già hả? Thuốc chống lão hóa. Cái tên thường gọi là kiết tường tủ nữa hả? Kiểu bằng kiết tường tủ. À, kiết tường tủ. Rồi, chỉ có tại Tuyệt Đỉnh Nam Hiếu mới có được cái này nha. Wow. À, hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ buổi đời vlog xin giới thiệu cho các bạn một món này rất là đặc biệt tại quán Tuyệt Đỉnh Nam Hiếu.
À, quán này có tên gọi là bò ủ ô long trào long, rất là ngon nha các bạn. Đây nè, nhìn thôi đã đủ hấp dẫn rồi ha. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem ha, rồi những người bạn của mình ăn và cho cái cảm giác thử như thế nào. Rồi xin mời bạn thử coi. Cổ Thiên Lạc thử đi. Cổ Thiên Lạc thử trước. Rồi, cái này ăn là với lại kim chi nha các bạn. Chi. Chấm với lại nước chấm nè. Ù chà, thêm miếng kim chi nữa anh bạn. Kim chi nữa nè, kim chi nữa nè. Nước chấm ở đây là tuyệt đỉnh luôn nha. Đã nói tuyệt đỉnh rồi là cái món nào cũng ngon hết trơn đó. Nhưng mà nó làm ủ ủ u long, ủ chào u long. Cảm giác sao? Sao? Chỉ ở huyện Củ Chi mình mới có thôi nha. Ở chỉ ở ngoài huyện Củ Chi tuyệt đỉnh Năm Hiếu mới có thôi. Ăn chúng ta đang uống. Ừ. Nó giống như uống một cái tinh thể nào đó. Cũng thơm của mẹ nó mát trong uống giờ bọc đúng không? Ừ. Nó mềm không? Em thôi bây giờ một người bạn là chưa có cảm giác đủ, bây giờ thêm mọi người nữa đi. Đây rồi, giờ các bạn coi đó, mình có cái cảm giác mình thấy nó là nó rất là bắt mắt rồi, là mình thích rồi đó. Ừ, mình nhìn là mình thích nè, đó các bạn thấy không, này chấm với nước chấm rất là ngon, nước chấm đây ăn với lại kim chi. Đây kẹp kim chi vô, để đây kẹp kim chi vô coi. Đó rồi mình sẽ thử cho cả nhà xem nhé. Ừ. Đây cảm giác như thế nào khi bạn ăn vô một miếng bò ủ trạo long. Wow, rất là ngon nè quý vị. Tôi cảm giác như giống như cái nữ đại biểu quốc hội á. Ừ. Nữ đại biểu quốc hội mà nó nói đông hơi bắp vậy á, nó là bò một nắng rồi á. À, rất là ngon, ngon quá, ngon luôn. À, ngon luôn thiệt. Okay. Thật sự mà nói này nói không phải nịnh nha, nhìn thôi là đủ thứ hấp dẫn rồi, chứ đừng có nói mà ăn vô quá ngon các bạn ơi. À, nếu ai một lần đã đến huyện Củ Chi, xin các bạn hãy đến quán Tuyệt Đỉnh Năm Hiếu, ngay ngã tư Phước Thạnh, là tất cả các bạn đều biết quán này ha. À, thử đi rồi sẽ biết, rất là ngon. Đây đây, gà hơ mông nè, bò ủ trào long nè, ăn với lại kim chi nè, nước chấm thì thôi tuyệt vời luôn. Rồi xin mời các bạn nha. Anh Dũng có thấy món bò này như thế nào Dũng? Cái nó món bò mà ủ trào long mà. Dạ. Mình khi mình ăn một kẹp với miếng kim chi vô á, nó một có một cái vị mà chua chua, nó ngọt ngọt mà nó mát trong cái giòn họng của mình không? Mà bò rất là mềm. Mềm. Rất là thơm. Dạ. Nên em mình đến quán này nên thưởng thức cái món này. Dạ. Dạ. Nói chung không phải riêng như một cái quán món bò này mà nó còn nhiều cái món khác nữa. Dạ. Chẳng hạn như là lẩu gà hơi mông. Ừ. Rồi các món ốc cua ghẹ khác nữa. Dạ. Nhưng mà khi mà quý khách đến cái quán của Năm Hiếu rồi thì thưởng thức rồi sẽ biết là anh em tụi tôi nó có đúng như vậy hay không. Đúng em rồi. Có tìm đến. Đúng rồi, đúng rồi. Chúc gia đình mình đến quán tìm hiểu và dùng ngon miệng. Rồi, xin mời. Xin mời. Oh, rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn.